Một, Phật lấy tay xoa đỉnh đầu mà phó thúc khiến lưu thông truyền bá kinh này làm lợi ích một cách rộng rãi. Hai, lại xoa đầu phó thúc khiến thủ trì khiến khắp cả đều nghe biết. Ba, giải thích lý do tại sao mà khuyến khích diễn thuyết kinh này. Hai đoạn đầu là dùng thân ngữ để gia trì, một đoạn cuối cùng là dùng ý niệm mà gia trì. Đây là đoạn đầu, dùng tay phải mà xoa để biểu thị sự đại cát tường. Ngài Long Thủ giải thích rằng các kinh khác chẳng phải là bí mật, chỉ có Pháp Hoa là bí mật, nói rằng nhị thừa sẽ thành Phật. Chỉ có Đại Bồ Tát mới có thể vận dụng lưu hành kinh này, giống như bậc đại lương y mới có thể dùng độc dược. Kinh văn xoa 3 lần như vậy tới khắp cả được nghe biết, tán rằng đây là lại xoa đầu phó chúc lần nữa khiến thủ trì khiến khắp cả đều nghe biết. Xoa tới 3 lần để tỏ ý phó chúc ân cần khiến thụ trì pháp nên đều 3 lần. Vì pháp truyền đăng ắt phải coi trọng việc phó chúc. Kinh văn vì sao như vậy tới trí tuệ tự nhiên tán rằng đây là giải thích lý do vì sao mà lại khuyên phải diễn thuyết kinh này. Ý niệm gia trì có 3. Một, hiểu rõ 3 căn bất thiện của bản thân mình đã hết có thể bố thí trí tuệ. Hai, tỏ rõ Phật có thể làm đại thí chủ, khuyên hãy tùy thuận chớ có buồn xỉn. 3. Dạy bằng pháp thí hóa độ khiến được Phật tuệ. Đây là phần đầu. Vì từ bi cho nên không sân, vì ban vui nên cứu khổ, vì không buồn xỉn cho nên không tham, vì không sợ hãi nên không hề tiếc pháp, vì không ngu si nên thuyết pháp một cách quyết định, có thể dựa vào chúng sinh đạt được Phật trí, Đức chủng trí, Như Lai trí, Đức nhất thiết trí. 2 trí này do nhậm vận sự vận xoay không thầy mà chứng được vô sư trí nên gọi là tự nhiên trí, hoặc là 2 loại trước là trí hữu vi, 1 loại sau là trí vô vi gọi là tự nhiên trí. Kinh văn Như Lai là tới chớ sinh buồn xỉn tán rằng đây là nêu rõ rằng Phật có thể làm bậc đại thí chủ, khuyên hãy tùy thuận chớ có buồn xỉn. Thành thực luận nói buồn xỉn có 5 loại: 1. Buồn xỉn về chỗ ở. 4. Buồn xỉn về các ngợi. 2. Buồn xỉn về gia đình. 3. Buồn xỉn về bố thí. 5. Buồn xỉn về pháp. 1. Buồn xỉn về chỗ ở. Đối với trụ xứ của mình nảy ra ý nghĩ buồn xỉn, nghĩa rằng một mình ta ở đây chẳng cần đến người khác để ta được tự tại. Đây có 5 loại. 1. Đối với các tỳ kheo tốt chưa tới thì chẳng muốn khiến họ tới. 2. Đối với các tỳ kheo tốt khi họ tới rồi thì giận dỗi chẳng ưa. 3. Muốn khuyến họ sớm ra đi. 4. Giấu thí vật của tăng đi, chẳng muốn cho họ. 5. Đối với các thí vật của tăng, sinh ra tâm lý cho đó là của mình, kẻ làm ơn đức. Người đó đối với vật sở hữu cộng đồng mà còn chẳng thí xả, huống chi là các vật sở hữu của bản thân, cho nên cuối cùng không có phần về sự giải thoát. 2. Buồn xỉn về gia đình. Đối với những gia đình mà mình qua lại, sinh ra tư tưởng buồn xỉn, nói rằng nhà này là nơi ta thường một mình vào ra, chẳng cần đến người khác, nếu còn có người khác thì phải khiến ta thắng trội nhất. Đây cũng có 5. 1. Nếu bạch y chỉ người tại gia, có chuyện chẳng may thì cùng lo với họ. 2. Nếu họ có sự lợi lạc thì mình cùng vui với họ. 3. Mười người bạch y có sự giàu sang thắng trội. 4. Chặn mất đường của người nhận của bố thí, khiến họ chẳng được bố thí. 5. Sẽ phải sinh vào nhà ấy làm quỷ trong chuồng xí cùng các chốn xấu xa. 3. Buồn xỉn về bố thí. Đối với vật bố thí của người khác nảy ra tư tưởng buồn xỉn, nghĩ rằng khiến ta ở đây một mình được vật bố thí người khác chẳng được, ví dụ có cho họ cũng chớ cho hơn phần của ta. Đây cũng có 5. 1. Thường bị thiếu thốn trong sinh hoạt. 2. Khiến người bố thí chẳng được làm phúc. 3. Khiến người nhận bố thí chẳng được tài lợi. 4. Chê bai nói xấu người tốt. 5. Tâm thường lo lắng phiền não cho nên sẽ sinh ở địa ngục. Nếu có được sinh ra ở cõi người cõi trời cũng chịu cảnh túng thiếu. 4. Buồn xỉn về tán thán ca ngợi. Sinh ra tâm địa buồn xỉn đối với việc khen ngợi người khác, muốn khiến chỉ khen một mình ta, đừng khen người khác. Nếu khen người khác thì cũng đừng khiến hơn ta. Đây cũng có 5. 1. Nghe khen người khác tâm thường lo lắng xáo động.
2. Chê bai nói xấu người tốt. 3. Tự cao khinh rẻ người khác. 4. Thường bị tiếng xấu. 5. Sẽ không có tịnh tâm trong trăm ngàn đời vị lai. 5. Buồn xỉn về pháp. Và trong chính pháp sinh ra tư tưởng buồn xỉn, muốn khiến một mình ta biết 12 bộ kinh, đừng để người khác biết. Giả sử có để cho người khác biết thì cũng đừng để cho người khác hơn ta. Thêm nữa, tự mình biết nghĩa bí mật mà không nói. Lỗi này có 7 thứ. 1. Sinh ra thường bị mù lòa. 2. Thường bị ngu si. 3. Sinh ra trong nhiều sự oán hận, chẳng được tự tại. 4. Thoái mất thánh thai. 5. Chư Phật oán tặc. 6. Người thiện xa lìa. 7. Không điều ác nào không làm. Có đủ mọi lỗi lầm mất mát như vậy, cho nên Phật khuyên trở nên buồn xỉn. Vì Thế Tôn đã thực hành được 3 loại xả, cho nên Ngài là đại thí chủ của hết thảy chúng sinh. Bởi vậy hãy học theo pháp của ta, chớ sinh buồn xỉn. Kinh văn: ở đời vị lai tới vì được Phật tuệ, tán rằng đây là dạy bằng pháp thí hóa độ để khiến được Phật tuệ. Kinh văn: nếu có chúng sinh tới chỉ giáo khiến họ được lợi lạc, tán rằng nếu chẳng tin kinh này thì khiến tin kinh khác. Y nói gặp hạng nhị thừa dùng diệu pháp này để giáo hóa, nếu họ chẳng tin thì hãy thuyết Bát Nhã Đại Thừa thâm pháp để điều phục tâm họ, rồi sau hãy giải giáo hóa bằng pháp này. Kinh văn: các ông nếu được như thế tức là đã báo ân của chư Phật, tán rằng đây là kết luận thành ra ý khuyên bảo. Ý Phật muốn khiến mọi người thành Phật cho nên đặt ra đủ mọi môn. Kinh văn: bấy giờ các Bồ Tát tới xin Thế Tôn chớ lo, tán rằng đây là đoạn lớn thứ hai nói về Bồ Tát kính thụ chia làm hai đoạn, dùng ba nghiệp mà kính lĩnh. Kinh văn: bấy giờ tới hãy quay về như cũ, tán rằng đây là đoạn lớn thứ ba kiến tháp vân vân quay về, từ đây về sau không còn trốn quay về nào nữa, cho nên biết rằng phẩm này lẽ ra phải ở cuối kinh. Kinh văn: lúc nói lời này tới đều rất hoan hỉ, tán rằng đây là đoạn lớn thứ tư nói về đại chúng đều hoan hỉ nghe và khen pháp thắng diệu, được giao phó và dặn dò đinh ninh, bởi vậy hoan hỉ chứ chẳng phải là vì thấy sai hóa Phật vân vân quay trở về mà hoan hỉ. Cứ theo lý do đó cho nên hết việc thì giải tán. Thiền thần Bồ Tát giải thích kinh Già Ra Sơn Đỉnh nói rằng hoan hỉ phụng hành có ba nghĩa: một, người thuyết pháp thanh tịnh vì được tự tại đối với các pháp; hai, pháp sở thuyết thanh tịnh vì chứng tri đúng như thực pháp thể thanh tịnh; 3. Sở y thuyết pháp đắc quả thanh tịnh vì đắc cảnh giới tịnh diệu như kinh chép, đều rất hoan hỉ, tức là tín thụ phụng hành.